Lầu đê giê jesus christus ngợi khen chúa jesus kitô đây là đài phát thanh vatican chương trình việt ngữ Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Bảy 17 tháng 2, sau phần tin tức và suy niệm lời Chúa, trong một học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ thuật lại cuộc đời phục vụ tận tụy trong yêu thương trong nghề bác sĩ của thánh nữ Gianna Beretta Molla. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Trung quanh phép lạ thứ 70 tại Lộ Đức và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh trình bày tin tức. Roma, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục hãy chọn cho mình một vị hướng dẫn khôn ngoan và kinh nghiệm trong cuộc sống và sứ vụ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc gặp gỡ theo truyền thống với hàng giáo sĩ Roma sáng thứ năm 15 tháng 2 vừa qua tại đền thờ Thánh Gioan Laterano đa số các linh mục hiện diện là các cha sở. Đến nơi vào lúc 10 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã cùng các linh mục cử hành buổi thống hối tập thể và sau đó ngài giải tội cho nhiều linh mục. Trong cuộc đối thoại tiếp đó, Đức Thánh Cha đã trả lời các câu hỏi do ba linh mục nêu lên về cách thức sống sứ vụ. Bắt đầu là một linh mục trẻ, rồi đến một linh mục trung tuổi và sau cùng là một linh mục cao niên. Với mỗi lứa tuổi, Đức thánh cha đều đưa ra những nhận định và lời khuyên thực tế, ngài nói: "Các linh mục hãy tìm kiếm một vị hướng dẫn khi còn trẻ và ở tuổi trung niên, và cũng hãy sẵn sàng làm người hướng dẫn khi ở tuổi cao niên." Đức thánh cha nói đến những rủi ro và tiềm năng của mỗi lứa tuổi. Với các linh mục trẻ, ngài khuyên không nên quá để ý đến những hoàn cảnh của cuộc sống, nhưng hãy kiến tạo cho mình một lối sống, một đường lối hợp với mình để thi hành sứ vụ linh mục là người độc thân nhưng không thể sống một mình, cần có một người hướng dẫn giúp mình phân định trong thời kỳ phong phú của đời sống linh mục. Với những linh mục ở lứa tuổi 40-50, đức thánh cha ví tuổi này của linh mục giống như một người chồng đã qua thời kỳ yêu đương và cảm xúc của người trẻ. Cũng vậy, trong tương quan với Thiên Chúa, ở lứa tuổi này càng cần có người hướng dẫn để phân định, cần cầu nguyện nhiều hơn vì tiến bước một mình là điều nguy hiểm. Đó là lúc ta thấy các con cái thiên liêng tăng trưởng, nhưng sự phong phú của mình bắt đầu suy giảm. Điều quan trọng là không chùn bước, không chịu theo nhiều cám dỗ ở tuổi này. Với các linh mục trên 50 tuổi và có nhiều năm sứ vụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng đây là thời kỳ khôn ngoan, trong đó các linh mục được kêu gọi cống hiến sự dễ thương, dễ mến và sẵn sàng, kể cả bằng nụ cười cần là làm sao để các tín hữu đến xưng tội với một linh mục cao niên không cảm thấy sợ hãi, nhưng thấy đó là một người niềm nở tiếp đón mình. Đức Thánh Cha xác tính rằng, các linh mục cao niên vẫn còn có thể làm nhiều việc, nhất là việc mục vụ bằng tay, nghĩa là lắng nghe, gần gũi những người đau khổ, bày tỏ lòng cảm thương đối với họ. Đó là thời kỳ tha thứ vô điều kiện, ngài cũng mời gọi các linh mục cao niên hãy đối thoại với các linh mục trẻ và giúp họ tìm ra những căn cội mà thế hệ ngày nay đang cần sau cùng đức thánh cha cũng nói về tương quan giữa linh mục và con người xã hội ngày nay ngài nói cần phải nhìn thực tại như nó đang xảy ra vì thực tại luôn tiềm ẩn một cái gì cao cả nhìn thực tại nhưng không sợ thực tại có những lối cư xử không hợp luân lý mà chúng ta không quen nhận thấy, nhưng đó là những thách đố và cũng có những thực tại tốt đẹp. Sau cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã về đại chúng viện gần đó của giáo phận Roma để dùng bữa với các chúng sinh. Vatican, Đức Thánh Cha đã ban hành tự sắc quyết định về việc từ chức vì lý do tuổi tác của các chức sắc giáo hội do Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm. Tự sắc mang tựa đề Học cách giã từ Imparare a congedarsi được công bố hôm 15 tháng 2 vừa qua, trong đó 6 phần dẫn nhập Đức Thánh Cha quy định rằng Điều 1. Khi tròn 75 tuổi, các giám mục giáo phận và các vị tương đương cũng như các giám mục phó và phụ tá hoặc giám mục hiệu tòa với trách vụ mục vụ đặc biệt được mời đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha. Điều 2. Khi tròn 75 tuổi, các vị thủ lãnh cơ quan tòa thánh không phải là hồng y, các bề trên cấp cao của giáo triều Roma và các giám mục thi hành các chức vụ khác của tòa thánh, không ngưng chức ngay lập tức, nhưng phải đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha. Điều 3. Cũng vậy, các đại diện tòa thánh không chấm dứt nhiệm vụ ngay lập tức khi tròn 75 tuổi, nhưng phải đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha. Điều 4. Để có hiệu lực, việc từ chức nói trên ở các điều trên đây phải được Đức Giáo Hoàng chấp thuận. Ngài quyết định sau khi cứu xét các hoàn cảnh cụ thể. Điều 5 sau khi đệ đơn từ chức. Chức vụ nói ở ba điều trên đây được coi là được gia hạn cho đến khi việc chấp nhận đơn từ chức hoặc kéo dài được thông báo cho đương sự. Trong thời gian được xác định hoặc không được xác định, trái với những gì được quy định trong khoản giáo luật số 189 3. Trong phần dẫn nhập trước đó, Đức Thánh Cha giải thích rằng, nếu một vị được yêu cầu một cách ngoại lệ tiếp tục việc phục vụ trong một thời gian dài hơn, Điều này bao hàm vị ấy quảng đại từ bỏ những dự phóng mới riêng của mình. Tình trạng này không được coi là một đặc ân, một chiến thắng cá nhân hoặc một ân huệ do việc chấp nhận sự bó buộc vì tình bạn hay vì sự gần gũi và cũng chẳng phải là một sự thưởng công vì đã làm việc hữu hiệu. Mỗi sự gia hạn chỉ có thể hiểu về những lý do liên hệ tới công ích của giáo hội. Với quy luật mới trên đây, các chức sắc không tức khắc chấm dứt nhiệm vụ khi tròn 75 tuổi như trước đây, nhưng phải đệ đơn từ chức và tùy thuộc sự định liệu của Đức Thánh Cha. Các quy luật trên đây được đăng trên báo quan sát viên Roma và có hiệu lực từ ngày đăng trên báo này và sau đó sẽ được đăng trên công báo của Tòa Thánh. Vatican Sáng hôm qua 16 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 50 người đại diện hội Pro Petri Sede, trợ giúp tòa thánh Phaero từ vương quốc Bỉ đến trao cho ngài ngân khoản hỗ trợ các công việc bác ái của tòa thánh. Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn sự trợ giúp của hội, đồng thời ngài đề cao giá trị của việc làm phúc bác ái và nói rằng đứng trước nhận định về một thế giới đầy dưỡng dưng, bạo lực, ích kỷ và bi quan, chúng ta nên tự hỏi xem, phải chăng ngày nay thế giới đang thiếu tình bác ái, nơi các tâm hồn và trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân? Đó cũng là câu hỏi mà tôi nêu lên trong sứ điệp mùa chay năm nay. Phải chăng đức bác ái đã tắt liệm trong tâm hồn chúng ta nhìn thẳng vào thực tại thật là điều bỏ công và nên sử dụng các phương thế mà chính thiên chúa ban cho giáo hội trong chiều hướng này đức thánh cha nhấn mạnh ba phương thế là cầu nguyện chay tịnh và làm phúc bố thí cầu nguyện đặt chúng ta trên con đường sự thật về bản thân chúng ta và về thiên chúa chay tịnh giúp chúng ta chia sẻ tình trạng của bao nhiêu người đang đương đầu với những hành hạ của nạn đói và làm cho chúng ta quan tâm hơn đến tha nhân việc làm phúc là một cơ hội được chúc phúc để cộng tác với Chúa quan phòng, hầu mưu ích cho những người con của Chúa. Tôi mời gọi anh chị em hãy biến việc làm phúc thành một lối sống và kiên trì trong việc trợ giúp cụ thể cho những người túng thiếu sự dấn thân này ngày càng đòi anh chị em ngoài trợ giúp vật chất còn cần quan tâm cống hiến tình người giúp người được hỗ trợ cảm thấy được đón nhận cống hiến sự tôn trọng và tình huynh đệ mà nếu không có những yếu tố này không ai tìm lại được can đảm và tái hy vọng nơi tương lai Vatican phòng báo chí tòa thánh cải chính tin của một tờ báo ở Đức nói rằng Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 bị một thứ bệnh tấn công các dây thần kinh dần dần gây tê liệt. Hôm 15 tháng 2 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh nói rằng tin trên đây là tin giả. Trong vòng 2 tháng tới đây, Đức Biển Đức 16 sẽ tròn 91 tuổi như chính ngài mới đây đã nói. Ngài cảm thấy gánh nặng của tuổi già, nhưng đó là điều bình thường ở tuổi già như vậy. Tờ báo Phụ Nữ Tân Điện Báo ra ngày 14 tháng 2 vừa qua tại Đức nói rằng trong một cuộc phỏng vấn. Người anh trai của Đức Biển Đức 16 đã nói về bệnh của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 và lo ngại bệnh đó có thể làm tê liệt tim. Trong những ngày trước đây, Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết là mới đây đã viếng thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng và thấy về thể lý người có phần gặp khó khăn. Nhưng Ngài vẫn còn đi dạo và trí tuệ rất minh mẫn, trí nhớ rất tốt và tỉnh táo. New Delhi. Hội đồng giám mục Ấn Độ đã cử 5 người trẻ tham dự tiền thượng hội đồng giám mục thế giới về giới trẻ sẽ nhóm tại Roma từ ngày 19 đến 24 tháng 3 tới đây, trong đó có 3 người công giáo, một người Ấn giáo và một người đạo sít. Họ thuộc vào nhóm khoảng 300 người trẻ thế giới về Roma dự khóa họp sắp tới để góp ý chuẩn bị cho thượng hội đồng giám mục thế giới sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm nay. Đức cha Franco Mulacan, chủ tịch ủy ban giới trẻ Công giáo toàn quốc thuộc hội đồng giám mục Ấn Độ cho biết ba người trẻ Công giáo đều là những người nắm giữ các chức vụ trong phong trào giới trẻ Công giáo Ấn Độ đó là anh chủ tịch Bexivan Holt thuộc Tổng giáo phận thủ đô Delhi, anh Puan Jose tổng thư ký thuộc giáo phận Kotampuram bang Kerala và cô Sinpa phát ngôn viên thuộc giáo phận Rukela bang Odisha. Các giám mục ấn chọn thêm một người trẻ đại diện đạo xích và một người đại diện ấn giáo tin Thượng hội đồng giám mục thế giới sẽ kết thúc vào lễ lá do Đức Thánh Cha Francisco cử hành ngày 25 tháng 3 năm 2018, cũng là ngày quốc tế giới trẻ cử hành ở cấp giáo phận. Đức Hồng Y Ri Tổng Thư ký Thượng hội đồng giám mục thế giới, nói rằng Tôi muốn cả những người ở xa tín ngưỡng được thấy một giáo hội hiếu khách, có khả năng cống hiến một sứ điệp có sức thu hút, có khả năng đề nghị các lý tưởng quý vị đang nghe chương trình việt ngữ đài vatican tiếp theo đây kính mời quý vị cùng xuân khánh và linh tiến khải suy niệm lời chúa bài trích phúc âm theo thánh mắt cô. Khi ấy thần khí liền đẩy người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài giả thú, và có các thiên sứ hầu hạ người. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galile rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói, Thời kỳ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã đến gần anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Nếu có dịp hành hương thánh địa, chúng ta có thể thăm thành phố Jericho, sa mạc Judea và Gebel Garantal hay núi 40 ngày hoặc núi Cám Dỗ nằm cách Jericho 4 cây số về Mạn Bắc. Trên ngọn núi cao 500 mét này, vào thế kỷ thứ năm có các ẩn sĩ bị răng tin sinh sống trong các hang động đục trên sườn núi. Một số nhà nghiên cứu cho rằng đan viện đầu tiên được thành lập năm 326, nhưng nhiều vị khác nghĩ rằng nó được thành lập vào thời các thập tự quân hồi thế kỷ thứ 12. Bên trên đỉnh núi, người ta còn thấy dấu vết của vài bức tường như dấu tích của một đan viện chính thống Nga đã khởi công nhưng không bao giờ hoàn tất. Đan viện chính thống Hy Lạp hiện nay được xây năm 1895 trên các dấu tích xây cắt thời Byzantine và thời thập tự quân. Đó là đan viện Gebel Garantal. Bên trong đan viện còn giữ hàng trăm icon tức hình vẽ trên gỗ thuộc hai thế kỷ 18 và 19. Một hang đá có phiến đá trên đó Chúa Giêsu đã ngồi trong thời gian chay tịnh 40 đêm ngày. Chính nơi đây Chúa Giêsu đã sống lại các thứ cám dỗ mà dân Do Thái đã chịu trong sa mạc Sinai xưa kia. Để lên thăm đan viện du khách có thể đi bộ leo lên dốc núi nhưng cũng có thể dùng các cabin có hệ thống dây cáp kéo mau và đỡ vất vả hơn. Từ trên đan viện, người ta có một cái nhìn tổng quát sa mạc Judea hoang vu và hiểu được các điều kiện sống khắc nghiệt như thế nào trong vùng đất cằn cỗi này. Trong thánh kinh sa mạc Sinai là nơi dân Do Thái đã sống các cám dỗ nhớ nhung củ hành củ tỏi miếng dưa hấu nồi thịt bung tiếc nuối cuộc sống vật chất đầy đủ tuy là kiếp sống nô lệ tôi đòi phải phục dịch luồn cuối người ai cập sa mạc trở thành nơi thiên chúa thử thách lòng trung thành và tín thác của dân do thái cũng như thử thách ý thức của họ về sự tự do và quyền tự do nhưng sa mạc cũng là nơi dân do thái thách thức quyền năng tình yêu thương sự nhẫn nại và lòng nhân thứ của thiên chúa đối với họ Tuy nhiên, sa mạc, vùng đất chỉ có đá cát nóng bỏng ban ngày và giá buốt ban đêm, cũng là nơi con người sống kinh nghiệm sự bé nhỏ, giòn mỏng, mong manh vô nghĩa của kiếp người, và nhất là nơi nó có thể gặp gỡ Thiên Chúa trong sự trần trụi của mình. Để chuẩn bị cho ba năm rao giảng tin mừng cứu độ, Chúa Giêsu đã sống ẩn giật tại Nazareth 30 năm và chay tịnh trong sa mạc 40 đêm ngày Trình thuật phúc âm Thánh Cô rất đơn sơ ngắn gọn, chứ không dài và đầy đủ như trình thuật của Thánh sử Matthew, bao gồm ba loại cám dỗ Biến đá thành bánh mà ăn cho khỏi đói, gieo mình từ nóc đền thờ xuống đất, sắp mình bái lạy Satan. Ma quỷ cám dỗ Đức Giêsu dùng quyền năng là con Thiên Chúa của mình để thỏa mãn các nhu cầu vật chất của thân xác, chạy theo chủ trương duy vật, thực hiện sứ mệnh cứu thế bằng các phép lạ cả thể ngoạn mục lôi cuốn sự chú ý của mọi người và tôn thờ Satan. Chúa Giêsu đã dùng thánh kinh để đối đáp với ma quỷ. Trình thuật phúc âm thánh Ma-cô chỉ ghi nhận sự kiện Chúa Giêsu sống giữa loài dã thú. Chi tiết này muốn diễn tả rằng với biến cố Đức Giêsu con Thiên Chúa đến trần gian để cứu chuộc nhân loại, Ngài đưa nhân loại trở về tình trạng sống hài hòa của thời khai nguyên vũ trụ khi con người chưa phạm tội và sống trong tình trạng hài hòa trong ơn nghĩa với Chúa. Với sự hiện diện của Chúa Giêsu và công trình cứu chuộc của Ngài biến đổi mọi sự, thời cứu thế với trời mới đất mới đã xuất hiện và loài người tìm lại được cảnh sống hài hòa như ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 11. Bây giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú dỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Tuy nhiên, để được ơn cứu độ và sống trong thời cứu thế, con người cần hoán cải tâm lòng, thay đổi lối sống và cung cách suy tư hành xử của mình từ bỏ tội lỗi và tin vào tin mừng mà Chúa Giêsu rao giảng. Nếu trên bình diện thể lý, chay tịnh, kiêng cữ trong việc ăn uống là điều cần thiết cho sức khỏe con người, thì trên bình diện tinh thần cũng thế. Chúng ta cần phải chay tịnh và kiên cữ hãm dẹp nhiều điều để cho linh hồn được trong trắng khỏe mạnh, không bị tiêm nhiễm bởi các chất độc hại của tội lỗi và tính hư tật xấu dẫn đưa tới các thứ bệnh ung thư tinh thần. Trong mùa chay thánh tới đây, chúng ta cần duyệt xét lại sức khỏe tinh thần của mình để biết phân định, cần chay tịnh và kiên cữ những gì. Hầu cho linh hồn được trong sạch và khỏe mạnh và cuộc sống của chúng ta được hài hòa hạnh phúc. Trong phần thứ ba của buổi Pháp, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh thuật lại cuộc đời phục vụ tận tụy trong yêu thương trong nghề bác sĩ của Thánh nữ Jana Peretta Mola. kính thưa quý vị thính giả, sau 27 năm được nhận những phúc lành, lớn lên trong yêu thương, chị Thánh Joanna đã trở thành bác sĩ và đến lượt chị trao đi những yêu thương qua sứ vụ của một bác sĩ. Ngày 30 tháng 11 năm 1949, chị Joanna đậu bác sĩ giải phẫu và ngày 7 tháng 7 năm 1952, chị đậu chuyên khoa về nhi đồng với hạng ưu. Sau đó, chị mở một phòng mạch ở Mesero cách Magenta 4 cây số. Sự có mặt của Jana ở Mesero thật là hữu ích và được đánh giá cao vì vị bác sĩ địa phương không thể đến viếng thăm tất cả các bệnh nhân tại tư gia theo yêu cầu của họ, nhất là những nhà hẻo lánh đường đi lại khó khăn. Từ năm 1950 cho đến khi qua đời, Jana làm việc trong phòng mạch sau khi thành hôn chị cũng là bác sĩ đặc trách vườn trẻ và phòng mạch nhi đồng tại Ponte Nuovo ở Manchenta. Chị cũng đảm nhận nhiệm vụ bác sĩ học đường tại trường tiểu học của các nữ tu dòng thánh Canossa và trường mẫu giáo công lập ở địa phương. Mỗi ngày trong tuần, từ 3 đến 6 giờ chiều, chị Gianna làm việc ở bệnh xá và viếng thăm các bệnh nhân tại tư gia. Ban đêm, chị không bao giờ từ chối những lời kêu gọi khám bệnh tại gia. Khi chưa lập gia đình, thì Jana được em trai Tháp Tùng khi đi khám bệnh ban đêm như thế và khi đã lập gia đình thì chị được chồng Tháp Tùng. Jana thu phục ngay được lòng quý mến của dân chúng. Những người đầu tiên tìm đến Jana và các khách hàng quen thuộc của chị là các bà, các mẹ với con nhỏ và người già. Với chiếc áo trắng của bác sĩ, Jana tiếp tục công việc trước kia chị vẫn làm cho người nghèo khi chị làm trưởng hội bác ái Vinh Sơn Jana chọn chuyên khoa nhi đồng không chỉ vì yêu mến các trẻ em, nhưng cũng là để gần gũi các bà mẹ với tư cách là một phụ nữ, chị hiểu họ hơn là một bác sĩ nam. Trong dịch vụ sản khoa, Jana giúp các bà mẹ sắp sinh con, khuyến khích họ vượt thắng sợ hãi do sự khó khăn của việc sinh nở. Bên cạnh họ. Jana như người lính canh bảo vệ hài nhi mới sinh chào đời và giúp các bà mẹ đón nhận sự sống như một hồng ân tuyệt vời của Thiên Chúa và của tình yêu vợ chồng. Với các bà mẹ, Jana cũng thảo luận nhiều về cách thức tốt nhất để giáo dục con cái. Nhiều lần có những thiếu nữ muốn phá thai và nói với Jana, nhưng chị phản ứng lại. Sau em đến nói chuyện với tôi về điều đó, tôi là người tuyệt đối chống lại việc phá thai em không biết rằng phá thai là em xúc phạm đến chúa sao một hôm khi nói chuyện với một phụ nữ lớn tuổi hơn bà sợ những lời bình phẩm và chế giễu của các bạn đồng nghiệp vì đang chờ sinh thêm một đứa con jana khuyến khích phụ nữ ấy và nói chờ đợi một đứa con không phải là điều hãnh diện và vui mừng sao chúng ta chẳng cần bận tâm đến điều mà những người khác nói về trường hợp này tại phòng mạch khi có những bệnh nhân có những vấn đề về gia đình vì một đời sống luân lý bê tha, bác sĩ Jana cũng đau khổ nhiều và với một xác tín cương quyết, chị khuyên họ thay đổi cách sống. Khi có một bệnh nhân không còn cách chữa trị và không có hy vọng chữa lành, bác sĩ Jana tìm cách kín đáo, tế nhị, chuẩn bị họ đón nhận ý chúa. Điều gây ấn tượng mạnh nơi các bệnh nhân của Jana là lòng nhân đạo và sự quan tâm của chị đối với mỗi người. Đặc biệt đối với các bệnh nhân nghèo, ngoài thuốc men, bác sĩ Jana còn giúp tiền bạc cho họ nữa. Chị nói: "Nếu tôi chữa một bệnh nhân không có gì để ăn thì thuốc men có ích lợi gì?" Bác sĩ Jana tìm việc làm cho những người thất nghiệp, với những người khác, chị giúp xin đổi việc cho họ để họ có được công việc phù hợp hơn với tình trạng sức khỏe. Chị trình bày với các cơ quan chính phủ những đơn xin trợ giúp xã hội, giúp cho những người không dám đích thân trình diện. Chị lắng nghe mỗi người với nhiều kiên nhẫn và sẵn sàng. Chị biết khích lệ các bệnh nhân của mình. Một người bạn của Jana là Bianchi đã kể lại lòng tận tụy của chị. Jana đã giúp mẹ và em gái tôi trong thời gian bệnh tật lâu dài của họ với tất cả sự xã thân quên mình, không ngừng khuyên họ tin tưởng hoàn toàn nơi Chúa và Đức Mẹ. Suốt trong một tháng trời, mặc dù trời lạnh và có sương mù, Jana đã đến nhà tôi bằng xe đạp để lấy một lít sữa cho một nữ tu dòng thánh Canossa bị bệnh đang rất cần sữa ấy. Chồng của Jana làm chứng rằng, Jana đối xử tốt đẹp với tất cả mọi người, cả những người không quen biết và chẳng hề ra vẻ mình là bác sĩ hay là vợ của giám đốc. Khi người ta gọi Gianna ban đêm Nàng luôn sẵn sàng chạy đến cứu giúp Và khi ấy tôi tháp tùng nàng Qua đó tôi có thể nhận thấy Nàng cảm thông và bác ái dường nào Đối với những người nghèo Và những người túng thiếu Nàng luôn quan tâm đặc biệt Và tận tụy giúp đỡ Cũng vậy các bệnh nhân và những người già Là những người bạn của Yana Tôi có thể nhận thấy điều đó Nhất là sau khi Gianna qua đời Vì lòng biết ơn được biểu lộ Nhiều hơn trong lúc ấy một người dân đã viết cho chồng bác sĩ Yana như sau: dân chúng tại Mesero sẽ không quên được nụ cười của vợ ông đối với mọi người, sự đơn sơ, lòng từ nhân bao la đối với tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh. Họ sẽ giữ một kỷ niệm rất đẹp, kỷ niệm được biết không phải một bác sĩ tầm thường nào khác, nhưng là một người mẹ đối với biết bao nhiêu người. Sự thành công của bác sĩ Jana xuất phát từ việc chỉ coi nghề nghiệp của mình như một công tác tông đồ thực sự. Trong một cuốn sổ tay, Jana đã giải thích vẻ đẹp và tầm quan trọng của sứ mạng bác sĩ như sau: Tất cả mọi người chúng ta đều làm việc một cách nào đó để phục vụ con người. Các bác sĩ chúng tôi làm việc trực tiếp trên con người. Đối tượng khoa học và làm việc của chúng tôi là con người. Trước mặt chúng tôi, con người ấy nói về chính mình và nói với chúng tôi rằng xin giúp đỡ tôi và mong chúng tôi cho họ tất cả cuộc sống của chúng tôi. Chúa Giêsu nói với chúng tôi, con người là ai? Đó không phải chỉ là thân xác, nhưng trong thân xác ấy có một linh hồn, một ý chí có khả năng gặp gỡ đau khổ. Trong thân xác có một tinh thần bất tử. Chúa Giêsu nói với chúng tôi, các con hãy hết sức săn sóc cho thân xác này. Thiên Chúa đã đưa yếu tố thần linh vào trong yếu tố nhân loại đến độ tất cả những gì chúng ta làm cho con người đều có một giá trị lớn lao hơn đáng tiếc rằng ngày nay người ta hành động một cách hời hợt jana nhấn mạnh rằng bạn hãy chu toàn phận vụ của bạn và học hành kỹ lưỡng ngành học của bạn hãy lương thiện hãy là những bác sĩ chắc chắn nghiêm túc đáng tín nhiệm hãy săn sóc với lòng quý mến và nghĩ rằng các bệnh nhân là anh chị em của chúng ta bạn đừng quên linh hồn của người bệnh Chị Jana cũng đề cao sứ mạng của bác sĩ. Chị nói, chúng ta có những cơ hội làm điều thiện mà linh mục không có. Sứ mạng của chúng ta không chấm dứt khi thuốc men chẳng còn hữu dụng nữa. Chúng ta còn cần đưa linh hồn về với Thiên Chúa và lời nói của chúng ta có uy tín. Khi thuốc men không còn tác dụng, chúng ta hãy trao phó người bệnh cho vị linh mục. Các bác sĩ công giáo là rất cần thiết. Mầu nhiệm lớn lao của con người đó là Chúa Giêsu. Chúa đã nói, ai viếng thăm một bệnh nhân là giúp đỡ chính ta. Đó là một sứ mạng tứ tế. Như linh mục có thể chạm đến Chúa Giêsu, thì chúng ta là những bác sĩ cũng có thể chạm đến Chúa Giêsu trong thân thể các bệnh nhân của chúng ta, những người nghèo, người trẻ, người già và trẻ em. Giả sử Chúa Giêsu tỏ mình ra nơi chúng ta, chắc chắn Ngài sẽ tìm thấy bao nhiêu bác sĩ hiến mình cho Ngài. Ngài sẽ nói với các bạn khi các bạn kết thúc nghề nghiệp của mình, Ngài nói rằng, hãy đến tham phần niềm vui của Thiên Chúa, vì khi ta yếu đau, các con đã chữa lành cho ta. Kính thưa quý thính giả, cho đi thì có phúc hơn là nhận. Xã hội hôm nay cần biết bao những người phục vụ với lòng nhiệt thành và quảng đại như chị Thánh Gianna, nhất là khi còn biết bao bệnh nhân đau khổ vì nghèo khó, không có tiền chữa trị, còn bao người nghèo lang thang vất vưởng, đặc biệt còn biết bao người không quý trọng sự sống, sẵn sàng loại bỏ các thai nhi, người già, người khuyết tật vì ảnh hưởng bởi nền văn hóa loại bỏ, thứ gì không còn hữu ích thì bị coi là anh hại sẽ bị tiêu diệt. Người ký Tô hữu chúng ta được mời gọi phục vụ Chúa Kitô trong giáo hội và nơi tha nhân, nơi người giàu cũng như người nghèo, đối xử công bằng với người sang trọng cũng như người hèn yếu mỗi người tùy theo công việc, tùy theo điều kiện hoàn cảnh của mình, đều có thể phục vụ tốt nếu chúng ta chưa toàn công việc của mình, không chỉ như một công việc hay nghĩa vụ, nhưng còn là sứ vụ tông đồ. Các bác sĩ chạm đến Chúa Kitô nơi các bệnh nhân, giáo viên gặp Chúa Kitô nơi các học sinh, người buôn bán tiếp xúc với Chúa Kitô qua khách hàng, người lãnh đạo phục vụ Chúa Kitô khi chăm lo cho đời sống của những người mình có trách nhiệm nếu chúng ta hết lòng trong công việc và bổn phận, làm với tình yêu thương, lòng đam mê và theo sự hướng dẫn của giáo huấn của giáo hội, thì chắc chắn thế giới này sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Xin cho chúng ta biết nói gương chị Thánh Gianna làm mọi việc với tình yêu thương, phục vụ và xác tính rằng mình được gặp Chúa Kitô mỗi ngày nơi công việc của mình, để không thấy công việc là gánh nặng hay chỉ là cách sinh sống, thậm chí là làm giàu. Nhưng là để xây dựng một xã hội trần thế tốt đẹp là xây dựng nước chúa ở trần gian này. Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Trung quanh phép lạ thứ 70 tại Lộ Đức. <laughs> Kính thưa quý vị thính giả, hồi đầu tuần này báo chí Công giáo quốc tế đã đưa tin Giáo quyền tại Pháp đã công nhận phép lạ thứ 70 tại Lộ Đức, một cuộc khỏi bệnh lạ lùng của nữ tu Bernadette Morio dòng Phan Sinh Hiến Sĩ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chủ nhật 11 tháng 2 vừa qua lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức cũng là kỷ niệm 160 năm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Lộ Đức, tích cha Jacques Benoît Gonna. Giáo mục giáo phận Bove ở miền Bắc nước Pháp đã công bố xác lệnh nhìn nhận cuộc khỏi bệnh của nữ tu Morio xảy ra cách đây gần 10 năm, ngày 11 tháng 7 năm 2008 sau cuộc hành hương tại Lộ Đức, nhìn nhận là phép lạ là dấu chỉ thần linh đạt được nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức. Nữ tu Morio năm nay 79 tuổi. Từ cuối thập niên 1960, chỉ bị bệnh quen gọi là hiệu chứng đuôi ngựa phần cuối của tủy xương sống. Từ năm 1987, chị không đi lại được nữa. Chị Bernadette Morio kể lại, Hồi tháng 2 năm 2008, bác sĩ điều trị mời tôi tham gia cuộc hành hương của giáo phận Bove từ ngày mùng 3 đến mùng 7 tháng 7 cùng năm tại Lộ Đức. Tôi chưa bao giờ đến Lộ Đức trong tư cách là bệnh nhân. Tôi đã đi Lộ Đức với niềm vui của tất cả các tín hữu hành hương vì năm 2008 cũng là năm kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra với Bernadette. Trước hang đá tôi cảm thấy sự hiện diện huyền nhiệm của Đức Mẹ và Thánh nữ Bernadette. Tôi không hề cầu xin ơn được lành bệnh, nhưng xin ơn hoán cải tâm hồn và sức mạnh để tiếp tục con đường bệnh nhân của tôi. Sau khi trở về cộng đoàn tu viện ở Bésse, gần thành phố Beauvais, đã xảy ra cho chị Morio điều mà ngày nay giáo hội nhìn nhận là phép lạ. Chị kể, ngày 11 tháng 7 năm 2008, trong lúc chúng tôi đang chào mình Thánh Chúa và hiệp thân với Lộ Đức, tôi hồi tưởng lại giờ phút mạnh mẽ đã trải qua trong lúc phép lành mình Thánh Chúa được ban cho các bệnh nhân. Trong đó, tôi thực sự cảm thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu. Kinh nghiệm ấy được tái diễn sau khi chồng mình thánh, tôi cảm thấy trong thân thể tôi một cảm giác nóng và thoải mái. Tôi cảm thấy lành mạnh. Trở về phòng riêng, chị Bernadette Morio đã rời bỏ các máy móc y khoa, thanh kẹp chân, tắt máy hỗ trợ thần kinh. Với đức tin, chị bắt đầu bước đi hoàn toàn tự lập, không cần sự giúp đỡ nào. Các nữ tu cùng nhà làm chứng sự thay đổi. Tiếp đến chỉ đến gặp bác sĩ điều trị và ông chứng nhận sự thay đổi. Các bác sĩ chuyên môn sau đó cũng nhận thực như vậy. Rồi chị trình diện tại văn phòng y khoa quốc tế tại Lộ Đức và văn phòng quyết định khởi sự tiến trình điều tra và thẩm định với nhiều lần cứu xét. Sau cùng, trong khóa họp toàn thể thường niên ngày 18 và 19 tháng 11 năm 2016, Ủy ban Đồng Thanh trừ một phiếu nhìn nhận cuộc khỏi bệnh của nữ tu Bernadette Morio là không giải thích được theo tình trạng kiến thức khoa học hiện nay. Phép lạ thứ 70 trên đây được công nhận và công bố 5 năm sau phép lạ thứ 69 tại Lộ Đức. Người được phép lạ ấy là bà Daniela Castelli, năm nay 72 tuổi, sinh tại miền Bắc Italia. Ngày 4 tháng 5 1989, trong cuộc hành hương tại Lộ Đức, và tắm nước suối đức mẹ tại đây Bà được khỏi bệnh một cách lạ lùng Bệnh gọi là khối cận tử cung Và một u sơ ở tử cung Mà bà phải chịu từ lâu trước đó Bà trình báo với văn phòng y khoa Lộ Đức Về sự khỏi bệnh đột ngột của bà Sau năm lần nhóm họp Và những năm 1989, 92, 94, 97 và 2010 Văn phòng Đồng Thanh xác nhận bà Castelli đã được khỏi bệnh hoàn toàn và lâu dài từ sau cuộc hành hương tại Lộ Đức năm 1989, khỏi những hiệu chứng mà bà đã phải chịu từ 21 năm. Điều này không có liên hệ gì tới những cuộc can thiệp và chữa trị y khoa. Trong phiên nhóm ngày 19 tháng 11, 2011 tại Paris, Ủy ban y khoa quốc tế về Lộ Đức chứng thực rằng cách thức khỏi bệnh của bà Castelli là điều không giải thích được trong tình trạng kiến thức hiện nay của y khoa. Ngày 20 tháng 6, 2013, Đức cha Giovanni Giudici, giám mục giáo phận Pavia Bắc Italia, nơi bà Castelli sinh sống, đã tuyên bố nhìn nhận tính chất lạ thường, tức là phép lạ, và giá trị dấu lạ của việc khỏi bệnh này. Tổng cộng trong 160 năm qua đã có 30.000 vụ khỏi bệnh tại Lộ Đức, trong đó có 6.000 vụ được thiết lập hồ sơ và 2.000 vụ được nhìn nhận là không giải thích được về phương diện y khoa. Nhưng cho đến nay chỉ có 70 vụ được giáo quyền nhìn nhận là phép lạ. Tiêu chuẩn cứ xét của ủy ban bác sĩ quốc tế ở Lộ Đức rất nghiêm ngặt, phần lớn hồ sơ về những vụ khỏi bệnh được chấm dứt sớm và từ phép lạ là điều mà cho đến nay ủy ban gồm 30 bác sĩ tránh sử dụng. Trong ủy ban có một số bác sĩ vô thần hoặc không phải là người công giáo và thẩm quyền tuyên bố phép lạ thuộc về đức giám mục bản quyền của nơi mà người được khỏi bệnh cư ngụ. Từ năm 2006, ủy ban y khoa cứu xét những vụ khỏi bệnh qua 3 giai đoạn. Trong giai đoạn thứ nhất, ủy ban cứu xét tiểu sử của bệnh nhân và bệnh trạng của họ để xem đó có phải là một cuộc khỏi bệnh bất ngờ hay không. Trong giai đoạn thứ hai, ủy ban cứ xét xem đó có phải là một cuộc khỏi bệnh được xác nhận và củng cố hay không. Và giai đoạn thứ ba là cứu xét và nhìn nhận tính chất ngoại thường của việc khỏi bệnh và chỉ sau đó họ mới chuyển hồ sơ cho vị giám mục bản quyền. Các tiêu chuẩn cứu xét nghiêm ngặt bệnh đó phải là bệnh nặng và nguy hiểm tới tính mạng và việc khỏi bệnh phải là bất thình lình, hoàn toàn và kéo dài. Cả sự thay đổi cuộc sống sau đó cũng giữ một vai trò quan trọng. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài Thánh ca hát về tình mẹ cha do Gia Ân trình bày. khi anh dương bừng lên là lúc nắng gọi ngày lên quá bao năm miệt mài còn vô tình để thời gian trôi mãi nay khi con nhìn ra là lúc cha mẹ con đã tóc trắng xóa mai đầu ôi cha mẹ tuổi đã xế chiều con chắp tay nguyên cầu xin chúa ban muôn phúc lành mẹ cha thương con ngày đêm dầm mưa dãi nắng công ơn của cha mẹ lòng con nguyện xin khắc ghi xin cho cha mẹ suốt cuộc đời được sống an thế nào quên lời khuyên cha mẹ dạy con lúc khôn khó gian nan hãy vững lòng cậy tiếng nơi chúa những tiếng hát à ơi từ khi con còn thơ bé đến đến suốt cuộc đời câu dù ngày lòng khắc huy hòa chắp tay nguyên cầu xin chúa ban muôn phúc lành mẹ cha thương con ngày đêm dầm mưa dài nắng công ơn của cha mẹ lòng con nguyện xin khắc ghi xin cho cha mẹ suốt cuộc đời được sống an đau đau dòng đời cha giặt dù cùng con bước tới ôi bao là tình thương mà con chưa tròn chữ hiểu chúa giúp con đạp đêm khi con con ở với cha mẹ con chắp tay nguyên cầu xin Chúa ban muôn phúc lành Mẹ cha thương con ngày đêm dầm mưa dãi nắng Công ơn của cha mẹ lòng con nguyện xin khắc ghi Xin cho cha mẹ suốt cuộc đời được sống an biết phải tìm đâu một mãi giữa dòng đời trôi con cô đơn lạc loài không cha mẹ cùng con xanh bước chúa xin chúa du thương cho mẹ cha được nhiều ơn phước sống cháu con sung vầy trong gia đình hạnh phúc dư đời ban muôn phúc lành mẹ cha thương con ngày đêm dầm mưa dại nắng công ơn của cha mẹ lòng con nguyện xin khắc ghi xin cho cha mẹ suốt cuộc đời được sống an mạnh. cha mẹ lòng con nguyện xin khắc ghi xin cho cha mẹ suốt cuộc đời được sống an hồ. chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt toàn ban việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới nguyện xin chúa giêsu kitô nhân lành ban môn ơn cho quý vị và toàn gia quyến Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.